Trong video lần trước thì mình đã nói một cách cơ bản nhất về quỹ đầu tư mạo hiểm ở trong thị trường crypto. Vậy thì trong cái video này mình sẽ tiếp tục mở rộng cái chủ đề đó và đi đến với sự thật về VC. Và để có được cái chủ đề ngày hôm nay thì mình đã có nói chuyện với một số người bạn của mình cũng làm ở trong crypto. Trong đó thì có một số người là họ làm việc dưới cái vai trò là đi kêu gọi tiền đầu tư. Còn người khác thì họ cũng làm ở trong một cái VC. Khi mà mình nói chuyện thì mình cũng cảm thấy được là cái cách vận hành của VC nó như thế nào. Nhờ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhìn thú vị hơn về các quỹ đầu tư ở trong thị trường crypto thông qua cái video này nha. Tiên, cái sự thật thứ nhất đó là những VC họ sẽ có những cái tính chất và những thế mạnh khác nhau. Bởi vì mỗi cái quỹ đầu tư trên thị trường họ đều sẽ có những cái đội ngũ, có những cái chuyên môn riêng biệt, dẫn đến cấu trúc quỹ cũng khác nhau nè, cách đầu tư khác nhau nè, cách hỗ trợ dự án cũng khác nhau. Chưa kể là nhiều yếu tố khách quan khác như là mối quan hệ chẳng hạn. Ví dụ như là các incubator thì đây là những cái quỹ chuyên ươm mầm. Những cái quỹ này sẽ hỗ trợ dự án từ cái vòng ý tưởng. Ví dụ bình thường chúng ta thấy là những cái quỹ đầu tư là thường họ chỉ muốn đầu tư vào những dự án đã có sản phẩm sẵn, đã có người dùng sẵn. Tuy nhiên ngược lại như thế, ví dụ một cái team nào đó họ nghĩ ra một cái ý tưởng khá là độc đáo, thì lúc này những cái quỹ ươm mầm nếu mà thấy ấn tượng với cái ý tưởng đó thì họ hoàn toàn có thể là giúp cái team kết nối với những người có chuyên môn để phát triển thêm cái ý tưởng. Có nghĩa là những cái quỹ ươm mầm này họ sẽ hỗ trợ phát triển dự án từ vòng ý tưởng rồi. Lúc này quỹ sẽ tận dụng cái nguồn lực sẵn có của mình để hỗ trợ cho cái dự án phát triển cái ý tưởng nó lên cao hơn. Ví dụ chúng ta sẽ thường thấy là họ sẽ mở những cái khóa đào tạo này hay là hackathon này để đào tạo những cái team mà có ý tưởng hay và giúp cho họ bước đầu phát triển cái sản phẩm của mình lên. Vì thế những cái dự án mà nhận được cái sự hỗ trợ từ những cái quỹ chuyên ươm mầm như thế này tới cuối họ phải ghi lại tất cả những cái kế hoạch của mình trong việc biến cái ý tưởng của mình thành tiền, thành những cái ứng dụng thực tiễn, và từ đó thì họ có thể tự đứng trên đôi chân của mình và đi kêu gọi thêm vốn từ các VC khác. Điển hình nhất cho cái quỹ ươm mầm này đó chính là Binance Labs. Binance Labs đã từng tổ chức ra những cái chương trình ươm mầm cho những cái dự án mà thuộc về hệ sinh thái BNB Chain. Và nếu anh em nào đã là fan của BNB thì chúng ta chắc chắn sẽ biết cái chương trình là MVP Incubation Program. Và thực tế là Binance Labs cũng đã tổ chức rất là nhiều cái mùa MVP như vậy. Họ cũng đã tuyển chọn ra được một số khá những cái dự án mà có những cái ý tưởng hay ho phát triển ở trên hệ sinh thái Binance. Tiếp theo đó là những VC mà họ có cái nền là từ trading firm. Đây là những cái quỹ mạnh về cái việc giao dịch chuyên nghiệp. Vì thế cho nên khi mà họ đã đầu tư vào một cái dự án nào đó thì chúng ta sẽ thấy là họ thường hỗ trợ những cái dự án trong việc tạo lập hay còn gọi là market making. Thì lúc này họ đóng vai trò như là một cái nhân tố để giúp giá token của dự án có nhiều thanh khoản. Về cái vấn đề market making này thì mình đã có làm một cái video sâu hơn về nó. Các bạn có thể xem lại để hiểu hơn. Một số cái quỹ đầu tư mà có cái nền là trading firm có thể kể đến như là GRSTRO này. Ngoài ra chúng ta còn thấy là Alameda Research. Đây cũng là một cái nhà tạo lập rất nổi tiếng ở trong thị trường và họ cũng là nền là trading firm. Thì vì thế họ sẽ hỗ trợ dự án liên quan đến việc market making. Rồi, tiếp theo đó là về exchange VC. Cái exchange này họ sẽ có lợi thế từ việc họ đã có những cái hệ sinh thái đa dạng xoay quanh cái sàn giao dịch tập trung của họ rồi, và họ cũng có cái network lớn. Ví dụ như là nếu được đầu tư bởi Coinbase Venture và Binance Lab, rất có khả năng nếu mà dự án làm tốt thì có thể sẽ được listing miễn phí luôn mà không cần phải trả phí như những dự án thông thường. Nhưng mà các bạn nhớ là dự án nó phải làm tốt nha. Thực chất là nhiều exchange VC người ta đầu tư rải rất nhiều, nhưng mà cũng có phần nhiều những dự án họ không phát triển tới nơi tới chốn được. Chắc chắn họ sẽ không có một cái hy vọng gì để mà list sàn đâu nha các bạn. Thì ở đây là đoạn nói chuyện giữa mình với bạn mình. Thì bạn đã nói rằng là những cái bên mà thuộc về Binance á, khi mà họ đầu tư vào mình thì họ sẽ cố gắng support cho mình mấy cái khoản về truyền thông nè, mấy cái khoản về PR hoặc là cố vấn gì đó. Còn những cái bên nào mà thuần về venture thì nếu như mà họ đầu tư vào cái dự án nó quá ít thì có thể là họ không quan tâm nhiều đến dự án đó, dẫn đến cái việc là họ không hỗ trợ nhiều. Thì đấy là tùy vào những cái tính chất của VC khác nhau ở trên thị trường. Và ở đây chúng ta thấy là họ đã chia ra những cái quỹ đầu tư thành những cái đề mục khác nhau. Ví dụ như A16Z Crypto thì họ là thuần về cái quỹ đầu tư mạo hiểm luôn. Còn ví dụ như Coinbase Ventures thì họ là một cái exchange VC. Dưới đây cái tên Alameda Research thì chúng ta thấy cái gốc nền của họ là trading firm, là một cái bên giao dịch chuyên nghiệp, thì bản chất của họ có thể hỗ trợ dự án trong việc market making ha. Còn lại những cái bên như là Animoca Brands thì họ là một cái công ty đầu tư. Công ty đầu tư nó khác VC ở chỗ là
Bình thường VC họ sẽ đầu tư vào những cái dự án startup, có nghĩa là lúc này dự án này chưa có cái gì gọi là quá nổi bật, thì họ đầu tư vào để họ giúp cái dự án đó đi xa hơn trong market. Sau khi mà dự án đó thành công rồi thì họ có thể là chốt lời trong một cái thời gian ngắn hơn, ví dụ vòng đời là 1 đến 2 năm, 3 năm. Trong khi đó những cái công ty đầu tư holding company như thế này thường họ sẽ đi với cái dự án nó về mặt dài hạn hơn, có nghĩa lúc này họ sẽ mong cầu cái dự án đó tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động cho họ. Tiếp theo đến cái sự thật, cái phát thứ hai, lợi thế ghép kèm càng nhiều thì VC đó sẽ càng quyền lực. Không phải cứ có nhiều tiền là xong, các VC họ sẽ còn dựa vào những cái đặc tính bản chất của mình như mình đã nói hồi nãy để mà cung cấp dịch vụ đi kèm cho những dự án mà mình đã đầu tư vào. Ví dụ như VC sẽ có những cái lợi thế đến từ việc nhân sự đi chẳng hạn, bởi vì đối với một cái crypto startup họ còn mới thì họ cần nhiều nguồn nhân lực hơn để mà giúp hỗ trợ dự án phát triển. Mà chúng ta đã thấy là cái thực trạng nhân lực ở trong thị trường crypto nó vẫn đang còn khá là thiếu hụt. Vì thế mà những công ty mà họ có cái nguồn nhân lực dồi dào và họ có thể hỗ trợ điều động nhân sự qua giúp cái dự án đó, thì nó cũng được gọi là một lợi thế. Thứ hai, nhóm lợi thế nó liên quan đến việc thủ tục. Những VC mà họ có cái bên pháp lý, cái phòng pháp lý khá là mạnh thì họ có thể hoàn toàn hỗ trợ những dự án crypto trong cái việc làm giấy tờ thủ tục nếu như mà cái dự án đó muốn đi xa hơn trong tương lai. Rồi VC còn có thể có lợi thế đến từ việc hỗ trợ kỹ thuật, có nghĩa là những cái vấn đề liên quan đến smart contract. Ví dụ như có rất là nhiều dự án cần giúp đỡ trong cái việc audit. Thông thường các auditor thường có rất là nhiều việc, cho nên là VC nếu mà họ có cái mối quan hệ tốt thì họ có thể giúp xúc tiến nhanh cái khâu này bằng cách là liên hệ và kết nối các công ty audit tới với dự án. Hoặc là xa hơn nữa, những công ty mà có nền vững chắc về tech thì họ cũng hoàn toàn có thể giúp cho dự án sửa code hoặc là góp ý thay đổi gì đó ở trong cái khâu viết code. Tiếp theo, nhóm lợi thế đến từ việc marketing hay truyền thông. Bình thường một dự án họ có tốt đến đâu, nếu mà cộng đồng không biết tới, rất là khó để mà dự án nó có thể phát triển một cách nhanh chóng. VC lúc này có thể giúp cho dự án bằng cách là tạo ra một cái chiến thuật marketing hoặc là bút bài, đăng bài cho dự án. Tiếp theo đó là về mặt network, là mối quan hệ. Cái vấn đề này chắc không bàn cãi rồi các bạn, bởi vì thị trường crypto nó cũng khá là nhỏ. Vì thế mà những cái VC ở trên thị trường, những cái tay to trên thị trường thường là họ đều biết nhau, và có một cái network mạnh như vậy thì cái việc mà giúp cho những cái dự án giúp đỡ nhau nó cũng sẽ tốt hơn. Tiếp theo, nhóm lợi thế từ việc market making tạo lập, mình đã nói hồi nãy rồi. Và tiếp theo nữa là về việc cố vấn thiết kế tokenomics như thế nào cho nó phù hợp, thì cái bên mà mình thấy là khá là tốt ở trong cái mảng này đó chính là cái VC Delphi Digital, thì họ có cái đội ngũ research khá là tốt. Ngoài ra thì VC cũng sẽ có những cái nhóm lợi thế đến từ việc go to market strategy. Cái chiến lược này có nghĩa là khi mà dự án nó phát hành ra công chúng, nó public tới cộng đồng, thì cái việc mà cái đường đi nước bước nó sẽ như thế nào để làm sao cộng đồng chú ý đến cái dự án nó nhiều nhất, cũng như là tạo ra một cái network effect cao nhất cho dự án. Cái go to market strategy này thì cái case điển hình nhất gần đây của chúng ta đó chính là App Store. Có thể thấy là khi mà App Store close thì đồng thời các tin tức liên quan đến cái dự án này lên rất là nhiều. Vì thế mà mấy ngày qua chúng ta thấy là cộng đồng quan tâm sát sao đến cái trend App Store. Và khi mà nhìn rộng hơn nữa, để có cái network effect mạnh được như vậy thì tất cả những cái investor, những cái VC đứng đằng sau App Store sẽ phải cùng nhau làm việc, phối hợp với nhau để đưa App Store phổ biến và hot tới nhiều người hơn. Ví dụ chúng ta thấy là Binance Lab đầu tư vào Aptos nè, FTX Venture cũng đầu tư, thì sau đó thì Aptos lại nhận được cái tin list sàn ở FTX và Binance nữa, và chúng ta thấy là mọi người rất là FOMO về nó. Đó cũng là một cái case study để chúng ta thấy được cái sự thành công của cái team Aptos này trong cái việc đưa cái sản phẩm của mình ra thị trường. Vì vậy từ những cái nhóm lợi thế mà mình kể trên ra, VC nào mà họ có nhiều cái lợi thế trong cái mục này nhất thì họ sẽ càng quyền lực. Ví dụ như là A16Z hay là Paradigm hay là Dragonfly đi chẳng hạn, những cái VC này có những cái khoản đầu tư vào những cái dự án thường gọi là top luôn, là dự án rất là tốt so với những cái VC khác, bởi vì họ có những cái giá trị, những cái nhóm lợi thế nó nhiều hơn mà tiền không thể mua được. Tuy nhiên từ đó chúng ta đến với một cái sự thật thứ ba nữa là không có một cái bữa trưa nào là miễn phí. Những VC mà thường họ có những cái thế mạnh dịch vụ đi kèm như vậy, họ sẽ không cho một cách miễn phí, tất cả đều sẽ được quy ra thành tiền. Ví dụ một VC mà có nền là trading firm, khi mà họ muốn cung cấp cho dự án đó cái dịch vụ market making thì cái dịch vụ đó sẽ được tính thành tiền. Giả sử dự án nhận được $1,000,000 tiền đầu tư từ VC A, và VC A lúc này là tôi có thể cung cấp cho anh dịch vụ market making và chúng tôi cũng có thể là đầu tư thêm tiền cho anh, thì cái tiền mà chúng tôi làm market making cho anh là $500,000, còn $500,000 còn lại là tiền thực mà tôi đưa cho dự án để dự án nó phát triển. Vậy thì lúc này tiền
tiền mặt thực tế dự án nhận được chỉ có 500.000 đô mà thôi. Thực ra cái này cũng không có gì sai, bởi vì mối quan hệ giữa hai phía là đều là win-win. Khi mà họ làm một cái dịch vụ như vậy thì bản thân các VC cũng đã rất là tốn thời gian cho cái dự án đó rồi, cho nên là quy ra thành tiền cũng không có gì sai. Tuy nhiên một số VC họ lại lợi dụng cái việc này để mà kiểu giảm thiểu cái số tiền mà họ thực sự đầu tư xuống thấp nhất có thể. Đôi khi chúng ta thấy công bố là số tiền như vậy thôi, nhưng mà bao nhiêu tiền trong đó mới là tiền mặt thực tế, bao nhiêu tiền là đến từ tiền dịch vụ. Những VC mà họ cứ bất chấp cung cấp những cái dịch vụ mà dự án nó không cần và cố gắng giảm cái số tiền mà mình thực chi ra nhiều nhất, thì mình nghĩ rằng cái VC đó thực sự không có tốt, và đó chỉ là cái mánh khóe họ sử dụng để ép dự án mà thôi. VC tốt sẽ là người đưa ra những cái dịch vụ đi kèm hợp lý, đúng đắn và phù hợp. Rồi chúng ta đến với cái sự thật. Thông thường các bạn có để ý là khi mà một dự án họ raise quỹ, đôi khi chúng ta lại nghe thấy rằng là một cái VC nào đó họ lead cái vòng gọi vốn của một cái dự án. VC lead vòng này họ sẽ là người đứng ra xúc tiến cái việc kêu gọi vốn từ những nhà đầu tư, những cái VC khác. Và thông thường thì nếu mà những VC lead vòng họ sẽ có cái trách nhiệm cao hơn đối với những dự án mà mình đã đảm nhận cái việc này. Hơn nữa là số tiền mà những cái VC lead vòng này đầu tư vào cũng sẽ nhiều hơn so với những VC thông thường khác. Vậy thì họ giống như là cha mẹ đỡ đầu vậy, là đảm bảo làm sao mà dự án có thể đi được dài hạn với mình, bởi vì họ đầu tư nhiều nhất mà. Rồi họ còn phải có mặt kịp thời để giúp dự án khi họ cần, làm sao mà đưa dự án ra tới với thị trường. Còn những cái VC thành viên tham gia thông thường thì tính trách nhiệm họ sẽ ít cao hơn. Có thể là họ đơn thuần là chỉ cung cấp một cái dịch vụ nào đó hoặc là một cái số tiền nhỏ nào đó mà thôi. Cho nên khi mà nhìn vào cái số liệu thống kê này thì chúng ta thấy là A16Z là một trong những cái VC mà có số lượng lead vòng nhiều nhất, lên tới 20 dự án. Trong khi đó khi mà nhìn vào Solana Venture thì cái số lượng dự án mà họ đầu tư rất là nhiều, nhưng mà chỉ một trong số đó là Solana Venture lead vòng gọi vốn. Chúng ta có thể thấy là A16Z họ có cái nguồn lực tốt để mà có thể lead vòng và hỗ trợ dự án sát sao tới tận 20 dự án như vậy. Trong khi đó thì có thể là Solana cái nguồn lực của họ chưa tốt, một số VC họ chỉ có tiền mà thôi, họ không có thời gian mà để hỗ trợ sát sao dự án. Giang Cư Mận mới có một cái meme như vậy: nếu mà mình thấy A16Z ở trong cái portfolio dự án đó mà còn lead vòng nữa thì thôi, không cần research nữa đâu, tin A16Z đi. Và thực tế là A16Z cũng đã được khá là nhiều nhà đầu tư ở trên thị trường họ kính trọng, họ nể trọng, bởi vì cái thesis đầu tư của A16Z nó có vẻ đứng đắn hơn so với những cái VC khác. Tuy nhiên nói vậy, chúng ta cũng không nên hoàn toàn tin 100% vào những cái quỹ mà được nhiều người khen như vậy, bởi vì trong quá khứ Triaro Capital cũng đã được rất là nhiều người ca ngợi, nhưng mà sau này họ cũng sụp đổ. Cho nên là chúng ta nên giữ một cái tâm lý khách quan nhất và luôn phải nhớ rằng là do your own research khi mà quyết định đầu tư vào bất cứ một cái dự án nào. Rồi chúng ta đến với một cái sự thật cuối cùng ngày hôm nay, đó chính là việc mà các Venture Capital xả token của dự án. Vì dù gì Venture Capital mục tiêu của họ là đầu tư sao mà có lợi nhuận, đúng không? Và mình nghĩ là nhiều founder trên thị trường họ đủ thông minh, họ đủ hiểu rõ từng Venture như thế nào. Có thể cái người founder đó họ biết rằng là VC đó sẽ không đồng hành lâu dài cùng với mình, nhưng mà có người sẽ nhắm mắt cho qua bởi vì lợi ích mà VC đó đem lại cho dự án có thể vẫn còn nhiều và có thể vẫn còn khá là lớn. Cho nên dự án lúc này sẽ phải đánh đổi và take risk. Đó là trong trường hợp mà founder về nguồn lực họ vẫn còn khá là yếu và họ thực sự cần VC. Còn những founder mà họ có thế lực mạnh rồi, bản thân họ, họ đã có sẵn network của riêng mình, có sản phẩm, có người dùng rồi, thì họ sẽ khó tính hơn. Có nghĩa là lúc này Venture cần họ chứ họ không cần Venture. Chúng ta cũng thấy ở những cái thương vụ đầu tư trên Shark Tank rồi đó, những cái dự án mà họ đã tự tin, họ có nguồn thu nhập rõ ràng rồi thì các Shark Tank có ép giá như thế nào thì họ cũng không chịu, vì họ đã rất là chắc chắn về cái sản phẩm của mình, thậm chí là không cần các Shark nữa. Vì thế khi mà chúng ta đánh giá một cái dự án nào đó thì chúng ta cũng có thể nhìn vào cái đội ngũ của dự án đó, liệu rằng đội ngũ họ có thực sự mạnh hay không, họ đã có những cái mối quan hệ tốt ở trong thị trường hay chưa, và biết đâu chính những cái founder đó họ đã là một cái mập thì sao, và chúng ta không thể nào đoán trước được. Vì vậy, đội ngũ mà càng mạnh thì cái sự phụ thuộc vào VC nó sẽ càng ít đi. Tuy nhiên nói vậy, không phải founder nào họ cũng phân biệt được VC nào tốt và VC nào xấu đối với dự án của mình. Rất là nhiều những cái dự án về mặt cơ bản có đội ngũ rất là tốt, nhưng mà những cái VC đầu tư đằng sau lại không tốt. Vì thế nó làm ảnh hưởng đến uy tín của dự án trong cộng đồng. Cho nên là bạn cũng có thể xem là liệu founder họ có thực sự muốn đi cùng dự án dài lâu hay không, bằng cách là xem cái thiết kế tokenomics và cái lịch phát hành token nó có hợp lý hay không, và cái lịch phát hành token nó có lợi cho bên nào nhiều hơn. Thì ở đây mình có một cái case cũng khá là thú vị như thế này cho các bạn, là Beta Finance thì đã có một cái kỳ unlock token vào tháng 6 năm 2022. Lúc này một nhân viên Nansen là người đã check ra được là sau khi mà những cái VC này họ đã nhận token được unlock thì họ xả hay không xả, và anh ta đã phán quyết được một số cái tên như sau. Những dự án vẫn giữ token không xả là Spartan, Sequoia India, trong khi đó nhóm VC
VC xả một phần, đó là Parafi nè, Delphi Digital và Multicoin. Còn mà nhóm VC mà xả hết là DeFinance và Trierro Capital. Trierro Capital thì có thể đến từ cái việc chặt vặt về tài chính cho nên họ bán liền, nhưng mà DeFinance thì họ là xả liền luôn. Nếu mà nhìn vào đây chắc chắn chúng ta sẽ thấy không có thiện cảm với DeFinance hoặc là những cái tên mà xả một phần như là Multicoin hay là Parafi, đúng không? Bởi vì họ không muốn đồng hành lâu dài cùng dự án và họ dump token của dự án đó. Tới đây thì mình vẫn chưa kết luận gì nha các bạn. Bây giờ chúng ta đến vào một cái quan điểm tiếp theo. Cái quan điểm thứ nhất là VC khi mà họ đã đầu tư tiền và công sức vào cái dự án đó rồi thì những cái VC này họ rất là nhiệt tình trong cái giai đoạn đầu phát triển của dự án. Tuy nhiên sau khi mà dự án họ đã ưng lót token ra thì họ xả. Còn cái quan điểm thứ hai là cái nhóm VC chỉ đầu tư tiền mà thôi, họ không có hỗ trợ gì nhiều, thì sau khi mà ưng lót token họ không xả. Vậy thì trong trường hợp này các bạn nghĩ ai là người sai? Rõ ràng chúng ta thấy rằng đối với nhóm VC đầu, họ làm tốt cái vai trò VC của mình, giúp đỡ dự án trong những cái ngày đầu phát triển. Còn những cái VC sau dù không xả nhưng mà trong cái lúc mà dự án phát triển thì họ không có đồng hành gì nhiều mà họ chỉ đầu tư tiền mà thôi. Cho nên cái việc mà chúng ta nhìn một chiều vào VC đó xả hay không xả thì nó vẫn chưa hoàn toàn đưa ra một cái bức tranh thực tế nhất về dự án cũng như là về cái bộ mặt của VC. Việc các founder của dự án bị dump token đổ lỗi hoàn toàn cho VC cũng không đúng, bởi vì ngay từ ban đầu họ có quyền lựa chọn rằng là cái lịch phát hành token nó sẽ nghiêm khắc hơn, ví dụ thời gian lock up lâu hơn, chứ không phải là họ thiết kế một cái vesting schedule ngắn ngủi rồi sau đó lại trách tại sao VC dump cái token của dự án. Bởi vì lúc này VC họ có quyền làm thế. Về cơ bản sau khi mà token đã được unlock thì VC có quyền bán, không có ai cấm cả các bạn. Mình chỉ có thể cấm họ bằng cách là thiết kế cái lịch unlock lâu hơn mà thôi. Chúng ta cũng nên hiểu rằng là thông thường những cái dự án ở thị trường truyền thống khi mà nhận tiền đầu tư từ các VC, số tiền đó chỉ có thể dao động từ 2 đến 3 triệu đô la mà thôi. Trong khi đó, trong thị trường crypto, cái số tiền này nó lại lên đến 20, 30 triệu đô, có nghĩa là gấp 5, gấp 10 lần. Vì vậy, những dự án ở trong thị trường crypto họ có lợi thế hơn rất nhiều, cũng có cái nguồn lực mạnh hơn nữa. Cho nên là VC lúc này họ hoàn toàn có cái quyền được bảo vệ bản thân và có một cái chiến lược đầu tư ngắn hạn hơn so với những VC ở trong thị trường tài chính truyền thống. Vì vậy, chúng ta mới có câu never go full VC and never go full details. Dù gì thì nói thì VC họ vẫn có vai trò nhất định trong việc dự án đi xa hơn, có network hơn, có nguồn lực hơn. Nếu mà một dự án nào họ fail out, không có VC đằng sau thì chắc chắn dự án nó sẽ gặp khó khăn hơn trong cái việc tiếp cận đối với thị trường. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta đã cùng đi qua những cái sự thật về VC, các bạn có cảm nghĩ như thế nào? Và nếu mà các bạn có những cái góc nhìn nào khác về VC nữa thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Mình là Rachel và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!